Ok, ngày hôm nay buổi sáng ngày 16 tháng 10, bây giờ 9:10 bên em đi lắp hai bộ combo ở dưới Nam Định và Thái Bình. Vâng, vẫn là những combo mà bên công ty đang cung cấp bán ra thị trường rất là chậm. Và đây là những dòng loa thế hệ mới, vừa nghe nhạc này, vừa hát karaoke này, nghe nhạc nhẹ, nhạc sàn đều có thể chơi được, vì đây là dòng loa đa năng. Vâng, đầu tiên đó là đôi loa Gigot VK720 họng kèn vàng, đây là dòng loa Bass 40, chơi rất là bạo lực, với không gian tầm 50m2 thì hầu như là không cần súp, quả rất là mạnh. Đó là bác nào mà có yêu thêm súp nữa thì có thể thêm lắp ghép thêm vào, còn đâu cơ bản là chúng ta đã chỉ cần một đôi loa VK720 kèn vàng công suất lớn này là chúng ta có thể chơi được rồi. Đôi loa VK720 kèn vàng thì thật sự là với cách thiết kế thì nó rất là thời trang đó. Và với những con đẩy liền vang DSC-X7, những bộ mic Vigot VK321 bản Black mới về, và những lưng tiếng CB900 là một bộ, còn một bộ Vigot G6000 về Thái Bình hôm nay bên em kết hợp luôn hai bác. Những bộ mic Vigot VK321 bản Black thôi nhé, bản Black màu đen rất là đẹp, kết hợp với đẩy liền vang DSC-X7 màu đen thì cực kỳ là phù hợp luôn ạ. Và những con đẩy liền vang DSC-X7 trong quá trình test bên em đã test rất là cẩn thận. Vâng, và quá trình đi từ Hà Nội về Nam Định cũng mất khá nhiều thời gian, và cùng cũng đến nhà anh Việt ở dưới Nam Định, và bên em cũng lắp đặt xong một bộ combo loa Gigot VK720 họng kèn vàng, và anh lấy thêm một bộ đẩy liền vàng DSX7 và một bộ mic tặng đi kèm. Vâng, nghe rất là hay, anh đang hát bài Về Cha, nghe rất là ngọt ngào và ấm áp. Vâng, các bác và anh em có cần tư vấn thông tin chi tiết thì có thể liên hệ cho bên em theo hai số là trên video, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và cho địa chỉ cụ thể nhé. Em ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.